Hello xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một năm mới màn ăn phát tài, Dạng sự như ý, sức khỏe dồi dào. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu hai cái mẫu xe kiểu dáng cổ điển nha. Một bên bên tay trái của mình đó là dòng xx 155G của Yamaha với một cái màu bạc nha các bạn. Và bên tay phải của mình là dòng xe vừa nóng hot trên thị trường hiện nay, đó là dòng xe BG1 115cc nha các bạn. mình sẽ giới thiệu À sơ về bây giờ dòng sxg cho các bạn tham khảo trước nhé. Thì nhìn hai cái mẫu xe các bạn, mẫu sxg thì phân khúc 155 thì vượt trội về động cơ cũng như ngoại hình các bạn. Còn kiểu dáng của mẫu bg 1 thì nó mang đậm cái nét nhỏ gọn và tạo một cái sự mới lạ hoàn toàn các bạn. Kế thừa một cái bản sắc sxg thể hiện qua những cái thiết kế tinh tế nè, tạo nên một cái vẻ đẹp bắt hủ cũng như những cái ứng dụng công nghệ mới nhất nhằm mà mang đến hiệu năng cao và sự kết hợp tôn lên một cái phong cách uh, neutral của xe tạo nên một cái vẻ ngoài nhẹ nhàng đặc trưng và cổ điển nha các bạn thì à, uh, xxg đó các bạn dựa trên phát triển dựa trên cảm hứng về sự tự do nè thì mẫu xe xx 155 r sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và khơi lên uh, một cái đam mê khám phá dạng dặm các bạn đèn pha, những cái đèn được thiết kế các bạn à, như đèn pha, đèn hậu và cụm đồng hồ được tạo hình bo tròn gọn gàng, đơn giản và tôn lên một cái vẻ à, truyền thống của cái dòng xe classic các bạn. Vừa mang vừa được trang bị những cái công nghệ mới nhất và tạo nên một cái cảm giác à, hiện đại cho cái mẫu xe luôn các bạn. Thì à, mặt đồng hồ của dòng à, XXG là sử dụng đồng hồ à, LCD các bạn và bình xăng lớn, bình xăng lớn uh, thiết kế vượt thời gian cũng như cụm đèn uh, trước là đèn pha các bạn, sử dụng là đèn led yên xe thì thiết kế mang cái tính uh, di sản, một cái mẫu xe uh, lát nha các bạn, đúng chắc luôn. Gấp thì sử dụng gấp nhôm uh, và phuộc sau phuộc, phuộc gọi là một cái hành trình ngược còn gọi là phuộc upside down nghe các bạn. Còn phuộc sau là vẫn là phuộc trụ lò xo, phuộc đơn nghe các bạn cho các bạn khi mà càng di chuyển vào cua nó linh hoạt hơn và có những cấp hông hai cấp thông hai, cốp thông, à, hai bên các bạn à, bánh sau là sử dụng à, thông số lớp lớn nha các bạn ở cái dòng à, động cơ của XE à, 155 à, G các bạn à, động cơ 155 cc sử dụng là cylinder siêu các bạn tối ưu hóa được cái hiệu năng hiệu sức tản nhiệt nè ở bích tông thì sử dụng à, bít tông nhôm trọng lượng nhẹ cho sức mạnh tối đa ở nhiệt độ cao còn cái buồng đốt nhỏ gọn van nạp là 20.5 mm quan xả là 18 mm các bạn kế thừa thiết kế một cái van vào buồng đốt cải thiện đáng kể về cái lượng nhiên liệu được tối ưu hóa vào buồng đốt các bạn Bugi thì sử dụng Bugi Niken có khả năng bắt lửa cao làm tăng cái tốc độ đốt cháy tối ưu hóa quá trình cháy nhiên liệu các bạn còn khung sườn của dòng SX 155R các bạn, sử dụng là khung sườn Delta nha các bạn. Khung sườn Delta Bot cho cái khả năng cân bằng tốt nè và cái điểm trục nhận trực tiếp lực truyền từ cái bánh sau tạo nên một cái sự cân bằng lý tưởng cho xe. Thì ở cái dòng SX 155R các bạn sử dụng bộ ly hợp A và S còn gọi là nồi chống trượt các bạn và trang bị hộp số 6 cấp nha bộ ly nồi A và S trợ lực và chống trượt giúp cái tay con nhẹ hơn và cấp cung cấp cái khả năng chuyển số một mà khi các bạn giảm tốc độ luôn tạo nên một cái lực kéo ly hợp uh, giúp người lái dễ dàng sang số và một cái công nghệ nữa là mình thích ở về cái động cơ của AD 155 g các bạn và quan biến thiên VVA các bạn động cơ sử dụng cylinder 155 cc uh, 4 van làm mát bằng dung dịch và tỷ số nén cao nha các bạn hiệu sức hoạt động linh hoạt tạo nên từ cái công nghệ VVA và EQ được thiết kế riêng cho cái mẫu xe nha các bạn và mình sẽ nói về cái à, mẫu xe bg1 cho các bạn tham khảo nha Thứ nhất là bg1 là một cái sự kết hợp là sự vận hành dễ dàng của một chiếc xe trong đô thị có thể khả năng hợp rai của mẫu xe dịch giá thì chiếc xe này vừa mang một cái sự tiện lợi khi di chuyển trong nội đô vừa có một cái hiệu sức đủ tốt để đáp ứng những cái hành trình xa mang lại cảm giác khá là khác biệt luôn các bạn thì cái sự đặc biệt của bg 1 được thiết kế thể hiện qua sự tối giản và cổ điển mang tính tiền dụng cao thì phong cách này làm nổi bật lên cá tính của bg 1 như là một người đồng hành mạnh mẽ đáng tin cậy và sẵn sàng chinh phục những cái cung đường dù là trong phố hay là những chuyến phiêu lưu xa các bạn. Về thiết kế kiểu là giữa cái cấu trúc tổng thể của bộ phận cấu thành thì chúng tôi khiến B1 trở thành một hiện thân của một người bạn và đồng hành mạnh mẽ và sẵn sàng đưa người lái lên đi bất cứ đâu nha các bạn. Đây mình sẽ quay sơ cho hai các bạn tham khảo mình giới thiệu tại vì mình giới thiệu cái mẫu xe trước á để cho các bạn XS uh, 1.55G trước để cho các bạn có thể tham khảo trước nha. Còn cái mẫu xe B G1 thì uh, tất cả các bạn đã biết rồi. Như là mẫu xe B G1 các bạn, thiết kế cái khung xe mới có độ bền và độ cứng cao như là trục sườn có thiết kế uh, hình hộp nè hoàn toàn mới được tùy chỉnh để tăng cái khả năng à, giảm độ ồn nè và tăng cái độ dày của khớp liên kết giữa cái độ gung Thì Thì à, ở cái dòng à, xe b một các bạn, sử dụng là động cơ 4 thì 113.7 cc, 2 van, xi lanh đơn và làm mát bằng không khí các bạn. À, phun xăng, à, hộp số và trang bị ly tâm à, tự động bốn số nha các bạn còn gọi là bốn cấp các bạn công suất tối đa là 6.6 kW tại 7.000 dòng trên phút và mô men sắn cực đại lên đến là 9.5 Newton tại 5.000 dòng trên phút nha các bạn về hai cái mẫu xe các bạn cái kiểu dáng cổ điển nhưng bên ít 155 r là cái mẫu xe thì tất cả các bạn biết về về động cơ mạnh mẽ 155 là các bạn sử dụng động cơ giống dòng Exeter 155 và dòng G15 các bạn cho nên có nhiều sự lựa chọn cho các bạn luôn. Bạn nào mà yêu quý cái sự nhẹ nhàng hoặc uh, chạy xe mà không cần con đó, thì mình uh, y gan những cái mẫu xe phổ thông các bạn. Chỉ cần vô số mình lên ga là chạy thôi. Thì có thể chọn vào mẫu xe BG1. Còn bạn nào mà thích uh, tốc độ cũng như uh, thể thao thì có thể chọn cái mẫu xe SX155G uh, sử dụng con tay các bạn. Thì uh, hai cái mẫu xe đều là kiểu dáng cổ điển hết các bạn. Thích hợp cho các bạn sử dụng xe hàng ngày đi chơi hoặc các bạn có thể đi phượt đâu đó à, thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn vừa qua một năm vừa qua đã ủng hộ đăng ký like cũng như chia sẻ kênh cho mình mình cũng rất vui khi mà được kết bạn với tất cả các bạn mình cũng chúc tất cả các bạn một năm mới măng ăn phát tài dạng sự như ý Xin chào